Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Studio. Hãy nhìn con tivi này đi, nó có kích thước lên đến là 98 inch. Và nếu như các bạn chưa hình dung ra, Hải, em hãy bẻ đôi người anh ra và lắp vào cái tivi này. Các bạn thấy nó to chưa? Đó, và đây, đây là một cái tivi có kích thước là 43 inch. Bình thường mọi người hay đặt trong phòng khách đúng không? Và nếu đặt cạnh con 98 inch này, trời ơi, nó lọt thỏm luôn. Thậm chí là các bạn đặt hai cái tivi 43 inch vào cái màn hình 98 inch này, nó cũng được. Với xu hướng phòng khách hiện đại ngày nay thì các bạn thấy là chúng ta rất cần một con TV siêu to và hiểu rõ tâm lý đó. Thì TCL đã mang cái chiếc TV này về Việt Nam và tên đầy đủ của nó là TCL C755QD Mini LED 98 inch 4K. Đó. Và các bạn phải nghe cái thông tin này, mọi người thấy là nó sốc óc này. Với chỉ với một cái hóa đơn thôi, mọi người mua con TV này mọi người sẽ có tận 3 cái TV. Bởi vì là khi các bạn mua TV TCL C755 với mức giá là 70 triệu, các bạn sẽ được tặng thêm một con TV TCL nữa với kích thước màn hình là 55 inch. Nó đã khủng khiếp rồi. Và với cái màn hình 98 inch này, mọi người hoàn toàn có thể chia đôi nó ra và xem mỗi một bên màn hình với kích thước là 49 inch nữa, chứ không phải là 3 cái TV không. Và cụ thể nó có cái gì nữa, nó ngon ở đâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhá. Trước khi bắt đầu, đừng quên là hãy like, share và subscribe cho Vật Vờ Studio để được đón xem những video mới nhất. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. Đến bây giờ mỗi khi mà đi qua tầng 1 của văn phòng Vật Vờ Studio ấy, bởi vì TV này quá to, bọn mình không thể mang lên trên kia được. Đó, thì mình vẫn cảm thấy cực kỳ là choáng ngợp với kích thước 98 inch của cái TV này. Các bạn có thể hình dung ra là nhá, cái chiều dài của nó này là 1,2m, tức là tương đương với đôi chân của Hoa hậu Lương Thủy Linh. Cái chiều ngang này của nó này, nó lên đến là 2,1m, tức là nó còn dài hơn cả cái giường của mình nằm. Và cái đường chéo của nó dài đúng bằng cái mặt bàn này luôn. Đây là một cái bàn làm việc tiêu chuẩn, kích thước của nó, chiều dài của nó là 2,4m. Đấy, thì cái độ chéo của TV này đúng bằng 2,4m luôn, tương đương với 98 inch. Kinh khủng khiếp chưa? Và nó siêu to khổng lồ luôn. Đó, ngày trước ý, thì khi mà chúng ta nghĩ đến việc mà mua những cái TV nó to như thế này thì khả năng là mọi người sẽ hơi e ngại. Bởi vì là nó sẽ bị hạn chế về cái khả năng nhìn, cũng như là các bạn ngồi ở nhiều góc khác nhau ấy, nhìn nó không được tốt nữa và chúng ta bị mỏi mắt. Nhưng mà đó là câu chuyện của những cái màn hình CRT ngày trước thôi. Còn bây giờ ấy, các bạn có biết cái quy tắc mà 2036 không? Tức là mình sẽ lựa chọn TV dựa theo cái khoảng cách mình ngồi. Thì ví dụ nhà các bạn, phòng khách các bạn nó không phải là quá to, nó chỉ cần khoảng chiều dài đâu đấy là khoảng 3,3m thôi, các bạn hoàn toàn là có thể mua chiếc TV TCL C755 này về dùng được rồi. Đó, ngồi khoảng cách là 3,3m với 98 inch là vừa đủ nha mọi người nha. Vậy thì ngoài cái kích thước nó to như này, nó đã như thế này thì chúng ta còn làm được cái gì nữa? Công nghệ đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn nó chính là iMac In-Hand có ở trên cái chiếc TV TCL C755 này. Đây là một công nghệ mà các bạn đi ra rạp chiếu phim các thứ các bạn nhìn nó rất là quen. Cái tiêu chuẩn iMac In-Hand này không phải các bạn cứ muốn là có đâu nhá, bởi vì chúng ta cần phải đạt được một số điều kiện nhất định. Đầu tiên sẽ là màn hình to, rồi là loa cũng phải tốt này, cũng như là nhiều công nghệ. Và cái quan trọng ở đây vẫn là cái gì ạ? Đó chính là nguồn phát chuẩn. Thì các bạn nhìn xem, ở trên cái chiếc TV này chúng ta có đầy đủ là Netflix này, FPT Play, rồi là Prime Video, thậm chí có cả TCL Channel luôn. Nhưng theo như mình tìm hiểu ấy, thì những cái nguồn phát này nó chưa được hỗ trợ tại Việt Nam với cái chuẩn iMac In-Hand đó. Nên là chúng ta cần phải đợi một thời gian nữa. Thì cái điểm nổi bật nhất của cái chiếc TV này đương nhiên nó đến từ cái tấm nền của nó là tấm nền Mini LED. Về cơ bản thì cái tấm nền của con TCL C755 này vẫn làm được quá nhiều thứ khi mà nó thừa hưởng được các ưu điểm của tấm nền QLED kết hợp với đèn LED siêu nhỏ, tạo nên một cái màu đen sâu và cái độ tương phản cực kỳ cao. Thật ra gần đây mà anh em nào hay xem Netflix ấy, thì các bạn sẽ biết rằng có một vài bộ phim rất hay và cực kỳ nhiều cảnh tối. Ý mình là tối theo đúng nghĩa đen luôn. Có thể kể đến như là Sinh vật trong sông Creature đó, hoặc là cái phim Warrior cũng cực kỳ là hay, mới được phát hành ở trên Netflix. Thì những cái phim đó nếu như anh em muốn trải nghiệm một cách tốt nhất thì một là màn hình nó phải to và thứ hai là cái khả năng hiển thị màu đen của nó phải cực kỳ tốt. Thì cái này chiếc TV TCL C755 chúng ta hoàn toàn là có thể làm được. Bên cạnh đó thì cái độ tương phản màu sắc ở trên cái màn hình mini LED này ấy, nó cũng cực kỳ là cao. Ví dụ như là khi mà các bạn xem những cái bộ phim như kiểu là Spider-Man ấy, đó thì các bạn sẽ thấy là cái màu đỏ và màu xanh ở trên áo của Spider-Man ấy nó được làm rất là nổi bật ở trên cái màn hình TV này. Với cái màn hình QD Mini LED này thì cái độ sáng ở trên TV cũng hiển thị rất là tốt. Bình thường thì nó sẽ rơi vào khoảng là 550 nits các bạn ạ. Còn nếu như với các nội dung HDR, mà các bạn check những cái nội dung HDR này rất dễ, mọi người vào Netflix thì cái phim nào có HDR ấy, nó sẽ hiển thị hết lên đây. Đó, thì lúc này độ sáng của chúng ta tối đa có thể lên mức là 1600 nits. Nhưng mà có một cái hay nhá, là với cái phiên bản TV to như thế này của TCL ấy, 98 inch, nó sẽ có độ sáng 1600 nits. Còn cũng với cái dòng này mà kích thước nó nhỏ hơn, tầm độ 80 mấy inch trở xuống ấy, thì nó sẽ chỉ là 1300 nits thôi. Nên đây cũng sẽ là một ưu điểm khi mà các bạn mua cái chiếc TV này và dùng ở nhà.
Còn nếu như với tất cả những gì từ nãy giờ mình nói ấy, cũng như là các bạn đã thử thẩm qua cái hình ảnh ở trên cái màn hình này rồi mà các bạn vẫn thấy là nó vẫn chưa ngon trong tầm giá, thì mình sẽ phải làm một cái việc của mình cực kỳ ghét, đó là đọc thông số để xem là cái con TV TCL C755 này có gì ngon hơn với những đối thủ khác trong cùng phân khúc. Các bạn hãy nhìn đi, với mức giá là 70 triệu đồng, ngoài kích thước cực to, tấm nền xịn thì chúng ta sẽ có đầy đủ các công nghệ như là HDR10+, Dolby Vision và vi xử lý AI PQ Processor 3.0 giúp cho hình ảnh được xử lý tốt hơn. Đây, ví dụ như cái phim này nha, là Blue Eye Samurai đúng không? Nó có thể hiển thị được độ phân giải là HD này, có Dolby Vision và Dolby Atmos, nó hiển thị đầy đủ ở trên cái màn hình TV này luôn. Thế nên là các bạn sẽ biết thừa là cái phim mình đang xem được hỗ trợ những tiêu chuẩn cao cấp nào và TV có thể hiển thị những cái tiêu chuẩn cao cấp nào. Cái màn hình của TV này cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn chơi game với tần số quét tối đa lên đến là 240Hz. Nhưng nó sẽ phụ thuộc vào nguồn phát nha, tức là cái nguồn mà các bạn đẩy vào đây nó lên là 240Hz thì TV mới có thể hiển thị được như thế. Thì cái này mình thấy là nó sẽ phù hợp với các anh em mà có cái nhu cầu là chơi game nhiều. Anh em chơi God of War Ragnarok ở trên cái màn hình này nó hết nước chấm luôn. Nhà bạn nào có PS thì có thể thử nhá. Ngoài ra, để hỗ trợ cho anh em chơi game ngon hơn với những cái con game mà có tốc độ cao ấy, thì chúng ta sẽ có công nghệ là Game Master 2.0 và AMD FreeSync Premium Pro giúp xé hình nó không bị xảy ra quá nhiều. Tuy nhiên là có một cái điểm trừ nho nhỏ trên chiếc TV này mà mình có nhận ra, nhưng mình chắc chắn đến 1 tỷ% là nó không ảnh hưởng đến trải nghiệm các bạn, mà các bạn cũng không có để ý nó đâu. Chẳng qua là reviewer vạch lá tìm sâu tí không các bạn lại bảo toàn khen. Đó, thì nó có bị blooming nhẹ nhá. Ví dụ như là khi mình nhập mật khẩu trên Netflix này, đó, thì cái vị trí này nó sẽ có hiện tượng là bị blooming nhưng mà nó rất nhẹ thôi. Và mình không biết là nhìn qua màn hình thì các bạn có thấy không? Hải có thấy không Hải? Không. Ờ, các bạn phải nhìn trực tiếp thì nó mới ra ấy, chứ còn nhìn video review này thì các bạn không nhận ra đâu. Thêm vào đó nhá, do bản chất thì vẫn là mini LED nên là cái độ tương phản của chiếc TV này nó sẽ thấp hơn OLED. Mình xem thông số thì chỉ là 6000:1 chứ không được mức là 1000:1 hay là vô cực. Đó thì nó chỉ là về cái mặt thông số thôi, còn bình thường đảm bảo mà anh em xem phim hay là xem ca nhạc giải trí, xem bóng đá trên cái TV này, các bạn cũng chả bao giờ quan tâm đến mấy cái thông số đấy cả. Đó thì đây vẫn sẽ là một sự lựa chọn cực ngon cho các bạn ở phân khúc giá khoảng 70 triệu đồng. Và các bạn nhớ phần đầu video không? Mình có bảo mọi người là TV này nó có thể chia đôi màn hình đây, thì nó chia được như này. Tức là bây giờ nha, bạn và người yêu bạn hoặc là bồ hoặc vợ các bạn sẽ không phải cãi nhau là anh thích xem chương trình đá bóng, em thích xem chương trình thời trang. Không, mọi người có thể chia đôi cái màn hình TV này ra. Một bên các bạn xem đá bóng, bên kia cho các chị em xem show thời trang gì đấy. Tuy nhiên là cái đầu ra âm thanh này nó chỉ được một thôi nhá. Mọi người sẽ không thể nào nghe cùng lúc hai cái âm thanh nó chồng chéo lên nhau được, nên là thôi, nhường cho các bạn nữ là xem hình và có cả tiếng, anh em chúng ta thì xem hình như này thôi. Mà các bạn biết sao, cái TV này cực kỳ bá đạo khi mà nó hỗ trợ gần như tất cả những cái chuẩn kết nối mà các bạn cần. Ví dụ như là chúng ta có AirPlay này, có Apple HomeKit này, có cả Chromecast. Nhưng mà nhá, mình phát hiện ra là nếu như chia đôi màn hình như này này, thì một bên màn hình nó sẽ là nguồn phát của TV, còn cái màn hình bên kia nó sẽ là một cái nguồn phát của một thiết bị khác. Và các bạn sẽ không dùng được AirPlay đâu, mọi người phải dùng một cái hình thức kết nối khác như kiểu Chromecast chẳng hạn. Đó, thì mọi người dùng AirPlay trên iPhone ở đây là sẽ không được về chế độ hai màn hình này. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái hệ điều hành ở trên chiếc TV này. Không có lý do gì mà một con TV lên đến 98 triệu anh em mua, à nhầm, 98 inch và 70 triệu các bạn mua mà nó lại không chạy Google TV cả. Với Google TV thì cái điều tiện nhất là gì? Đó là các bạn có thể sao lưu tài khoản Google, được chưa? Ví dụ như là cá nhân mình nhá, sau khi mà đã sao lưu tài khoản Google rồi thì mình vào YouTube này hoặc là vào Netflix đi, thì toàn bộ những tài khoản mình đã sao lưu nó hiện luôn ở đây, mình không cần phải đăng nhập lại, thì đó là một cái cực kỳ là hay. Và bên cạnh đó ấy, thì những cái ứng dụng giải trí mà các bạn thường hay xem, ví dụ như là YouTube này, Netflix, ok có đây cho các bạn xem một loạt nữa này, có cả TCL Channel nhá, mọi người xem đi, có FPT không ạ? Có FPT, có VTV Go không? Có đấy, có cả Cốc Cốc này, thậm chí là những thứ mà gần như các bạn không xem bao giờ nó cũng có luôn, như kiểu Mubi hay là TV Plus Xen, mình không biết đây là cái gì. Đó, nói chung là cái ứng dụng cũng như là những cái gói mà để xem phim trên này, xem TV các thứ này nó rất là đầy đủ, không thiếu cái gì. Còn cái độ mượt của hệ điều hành này thì chắc là mình không phải nói rồi. Google TV có thể coi là cái hệ điều hành mà tối ưu nhất trong mấy cái TV thông minh kiểu như này, thì nó rất là mượt, gần như không có độ trễ nha. Rồi ví dụ như bây giờ mình bấm vào cái phần YouTube đi, thì các bạn thấy không? Nó chạy ngay lập tức, bấm Netflix này, nó cũng chuyển sang Netflix ngay, gần như không hề có độ trễ. Và mọi người hoàn toàn có thể bỏ cái điều khiển nó đi và điều khiển nó bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Google sử dụng tiếng Việt nha. Còn nếu như các bạn sử dụng điều khiển thì mic nó sẽ nằm trên điều khiển luôn. Ví dụ các bạn bấm vào đây này, đó, mọi người nhấn giữ, xong rồi có thể hỏi nó là hôm nay thời tiết thế nào. Sí? Ủa vậy hôm nay Hà Nội 14 độ á? Yeah. Thế mà ta mặc có hai cái áo thôi. Và chúng ta có một ưu điểm cực lớn nữa trên chiếc TV này, với kích thước lên đến 98 inch thì anh em đoán xem nó có loa bao nhiêu watt ạ? 30W. Bao nhiêu watt ạ? 69W. 60W là con số chính xác, đúng như ngoài dự đoán thì em làm mà đoán sai. Đó,
60W nha, là một cái con số cực kỳ khủng để anh em có thể nghe nhạc, xem phim, nó rất là đã luôn. Và nếu như các bạn mà không có nhu cầu về âm thanh quá nhiều, các bạn không cần mua thêm soundbar ấy, thì các bạn chỉ cần dùng loa trên con TV này thôi, nó là quá sướng rồi. Để mình cho các bạn xem thử một cái đoạn phim. 30 âm lượng chỉ là 30 thôi. Nghe tiếng này. Đã không? Từng cái âm thanh nhỏ nhất, kiểu tiếng bước chân, cái tiếng xào xạc nó, hoặc chúng ta to to lên ạ. Đấy. Tóm lại là ấy, các bạn có thể thấy là cái bộ loa trên con TV này nó cực kỳ là ngon. Đó, và như mình đã nói, các bạn có nhu cầu âm thanh không quá cao, hoàn toàn là có thể dùng cái TV này luôn. Không cần mua thêm bất kỳ một cái soundbar hỗ trợ bên ngoài cả. Còn để nói về tổng quan thiết kế của cái TV này thì mình thấy là nó cũng không có gì để phàn nàn nữa cả. Màn hình to thì không phải nói rồi. Và còn những thứ còn lại như kiểu viền màn hình này thì các bạn thấy là nó đều rất là mỏng. Ba bên là mỏng như nhau. Còn cái phần cạnh dưới này thì nó cũng mỏng. Và cái mình thích là cái logo TCL bé tí. Chưa thấy có nhiều hãng nhá, là TV thì nhỏ nhưng mà họ cố tình làm những cái phần logo này nó rất là to, nhìn nó cực kỳ là choáng chỗ luôn. Mình thích cái kiểu này hơn, nhìn tổng thể TV rất là sang. Cái phiên bản 98 inch này của chúng ta ấy, thì sẽ có cái chân đế theo cái dạng như thế này. Còn với những cái phiên bản khác ấy, nhỏ hơn thì cái chân đế của nó cũng sẽ khác nha. Tất nhiên là mọi người hoàn toàn có thể treo cái chiếc TV này lên tường. Tuy nhiên là nó cực kỳ nặng. Nặng vậy, thề một mình không thể nào bê được luôn. Và các bạn nên để cái chiếc TV này lên kệ thôi. Mình nghĩ 98 inch thì cũng treo được. Thế nhưng mà như thế hơi rủi ro. Nhỡ tường công ty anh em mà thạch cao như này treo lên là chỉ có cút thôi. Nên là để lên kệ này cho an toàn nhá. Và kết cấu của chiếc TV này có một ưu điểm nữa rất lớn, đó chính là nó có cấu tạo nguyên khối các bạn ạ. Thành ra là nếu như mà nhà chúng ta bị ẩm vào những cái mùa nồm như ở Hà Nội này thì sẽ không sợ là hơi nước các thứ nó có thể ảnh hưởng đến trong TV. Đấy, thì cũng là một cái ưu điểm cực kỳ là ngon của chiếc TV này. Rồi, thế tóm lại, với cái mức giá là khoảng 70 triệu khi mà các bạn bỏ tiền ra mua TCL C755 QD Mini LED 4K 98 inch thì các bạn sẽ có gì? Đầu tiên là một chiếc TV có màn hình cực kỳ to, kích thước của nó là 98 inch. Màn hình với tấm nền mini LED chất lượng cho khả năng hiển thị tốt, độ sáng cao, khả năng tương phản màu sắc là ngon. Màu đen cũng rất là sâu. Và quan trọng là các bạn sẽ được tặng thêm một cái TV 55 inch nữa để cho cả nhà đều vui. Cái này các bạn lắp ở phòng khách, ok chưa? Và còn đâu thì mọi người lắp ở trong phòng ngủ, như thế là xong rồi. Đấy, vậy thì các bạn có thêm thắc mắc gì về chiếc TV này nữa, vui lòng hãy comment phía bên dưới. Mình và các anh em Vật Vờ Studio sẽ giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các mọi người đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Sao? Hết rồi.